từ vòng xoay này mình đi thẳng luôn là mình sẽ đến Châu Đốc. Mình đến được núi Sam, núi Bà Chúa Xứ Châu Đốc nha cô chú anh chị. Dạ. Còn nếu mình rẽ phải nè thì đây là đường quốc lộ 91 cũ, nhưng bây giờ sạt lở nghiêm trọng không chạy được ha. Còn đây là mình đi hướng này nha. Mình đi hướng này mình sẽ đi về phía Bà Chúa Xứ Châu Đốc nha. Chúng ta mình đang ở dưới dốc cầu Dạng Sáng Cây Dương. Thank you.
vực Cái Dầu của huyện Châu Phú nè. Thank you.
hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.